từng nghe lời dạy như vậy. Một thuở nọ Khí Tôn trụ xa về thăm Kỳ Thủ Diên Trung, một liên mới đặng lục thăm cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân. Hãy subscribe.
đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng khó lành bát cơm lục hòa. Người nào có sống ra vật thật đặng cúng dường tự tư tâm thần, thiên tiên phổ mẫu của người bà còn nguyên thuộc thái điều nhớ. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hương thọ tự nhiên, như còn cha mẹ hiền tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Thank you.
sống thân mũi đầu. Đệ tử Phật lo gìn giữ mới phải là tử thiền môn. Vừa nghe dính pháp lan bồ mong sanh tư chung thái đồng hỷ quang. Một liên với bốn ban Phật tử nguyện một lòng tính sự phụng hành. Trước là trả nghĩa sinh thành, sau là cứu giúp chúng sanh muôn loài. Năm đại một kỳ liên Bồ Tát. Năm mô đại một kỳ liên Bồ Tát. Kiền liên Bồ Tát.